Xin chào các bạn, hôm nay nhà Natha sẽ giới thiệu với các bạn hai loại nước sốt. Nước sốt này là dùng để mình nướng cá, nướng mực, nướng tôm hay nướng gà, tất cả các loại đồ nướng. Đây gọi là sốt sa tế. Và đây là sốt muối ớt xanh để mình chấm các loại đồ nướng. Như các bạn đã biết thì cái muối ớt xanh rất là được nhiều người ưa thích bởi vì mình ăn rất là ngon. Hôm nay Natha chia sẻ cái sốt nướng đa năng thì mình cũng sẽ chia sẻ luôn cái sốt muối ớt xanh để mà khi mà các bạn có đồ nướng thì mình cũng sẽ có cái sốt thật là ngon nha. Hôm nay Natha sử dụng ở đây là 50g sả đã cắt to to nè. Và 50g tỏi đã lột vỏ, 3 cái ớt sừng không cay và 3 cái ớt hiểm cay. Trong trường hợp mà các bạn ăn ớt cay thì các bạn có thể sử dụng nhiều hơn cái lượng của Natha đang dùng. Và mình sẽ đầu tiên là mình sẽ xay 3 cái gia vị này trước. Cái này là màu dầu điều để mình tạo cái màu đỏ đẹp đó các bạn. Sẽ bỏ cái hạt ớt ra để mình xay ha. Rồi mình làm cái sốt để mình ướp gà. Cái thời gian ướp gà càng lâu thì nó càng thấm càng ngon. Và cái ớt không cay này thì mình cũng sẽ bỏ hạt luôn. Người nước ngoài người ta rất là sợ bị sặc cái hạt ớt. Việt Nam mình thì không sợ sặc hạt ớt, nhưng mà các bạn biết không, ăn hạt ớt thì nó cũng dễ bị đau bao tử lắm. Mình sẽ bỏ ớt vào mình xay nè. Tiếp theo thì ở đây có 50g sả, 50g tỏi. Mình sẽ xay nhuyễn ba cái này nha các bạn. Mình làm cái sốt sa tế này để nướng gà. Các bạn có thể nướng cá hoặc là nướng mực, nướng tôm đều rất là ngon nha các bạn. Mình sẽ xay ba cái hỗn hợp tỏi, ớt và sả thì nó sẽ ra cái hỗn hợp như thế này. Chảo mình nóng thì mình sẽ cho dầu ăn vào đây nha các bạn, nửa chén dầu ăn. 1 muỗng nè. 2 khoảng 13 cái muỗng canh dầu ăn vào đây, các bạn cứ cho nửa chén. Dầu sôi thì mình sẽ cho cái phần tỏi, ớt và sả vào đây xào cho nó thơm. Mình xào được khoảng chừng 5 phút thì mình thấy sả, tỏi của mình nghe rất là thơm ha. Thơm mùi sả nè, thơm mùi tỏi. Thì mình sẽ cho gia vị vào. Nó thay cho ở đây là 40g đường phèn, đường cát. Các bạn có đường phèn thì cho đường phèn nha. 40g thì nó thay sẽ đun cái muỗng cà phê, muỗng canh dung như thế này là 1 nè. 2 khoảng chừng 3 muỗng canh dung đường là 40g. 15g muối. 15g muối thì nó sẽ một muỗng canh dung. 50g tương ớt. Ba muỗng canh dung. 50g nước mắm. 6 muỗng canh. Cuối cùng thì các bạn ăn bột ngọt nhiều thì cho nhiều, ăn ít thì cho ít, nó thay cho bằng với cái lượng muối là nó cũng vừa. Không có dạng quá nhiều như ở ngoài tiệm nhưng mà nó cũng không có quá ít. Là 15g bột ngọt. Một muỗng canh dung như thế này. Một muỗng canh mật ong. Một muỗng canh dung mật ong các bạn. Natha để hơi nhiều rồi. Đây là cái sốt nướng nè, khi mà mình dùng cho tiệc đồ nướng thì mình có thể làm cái sốt này để nướng rất là ngon. Cuối cùng là để cho nó khi mà mình nướng có cái màu đẹp thì mình cho một muỗng canh dầu, màu dầu điều vào đây. Nướng gà thì các bạn có thể thêm nghệ vào thì nó cũng sẽ tốt cho sức khỏe của mình. Nó làm dày thành ruột, trị lành vết thương. Rất là tốt. Khi các hỗn hợp của mình nó đã sấm xìu hết rồi, tan hết rồi, các bạn có thể nêm lại và mình tắt bếp nha. Nó sẽ mặn mặn, ngọt ngọt. Mặn nhiều hơn ngọt nha các bạn. À, bạn nào kỹ thì mình sẽ cái hỗn hợp này mình sẽ xay lại cho nó mịn rồi mình để mình cất vào trong tủ lạnh. Đây là cái hỗn hợp sạch tế. Và mình làm cái công thức như Natha như thế này nè, các bạn có thể nướng thử lần đầu tiên
Nếu mà nhà mình ăn mặn hơn thì mình có thể thêm muối hoặc thêm nước mắm. Nhà mình ăn ngọt hơn thì mình có thể thêm đường. Đây là một cái lượng gia vị mà Natha làm để phù hợp với nhiều người. Do đó mỗi người có khẩu vị riêng thì mình sẽ nêm theo khẩu vị gia đình của mình. Hỗn hợp này chờ nguội thì mình sẽ phết gà lên. Và đối với những cái đồ nướng mà nó to giống như gà nè, cá to nè thì các bạn nên ướp thời gian lâu để nó thấm. Còn ví dụ như mực với tôm thì cái dạng là nó nhanh thấm và nó ấy thì các bạn có thể ướp nướng liền. Riêng gà thì các bạn ướp qua đêm vẫn được. Cái phần gà của mình sau khi mà mình làm sạch chà muối sạch sẽ thì mình sẽ để ráo và mình sẽ bẻ cho nó thẳng này để một lát mình nướng nha các bạn. Và có thể là mình sẽ dùng tăm để mình xăm như thế này nè để giúp cho cái gà nó dễ thấm hơn vào cái gia vị của mình. Chỗ nào ví dụ như chỗ đùi thịt nhiều nè đó, con gà của Natha khoảng chừng 1 kg nè. Ví dụ như chỗ ức là cái chỗ thịt nhiều nè, mình xăm nhiều chỗ này ha. Sau đó mình sẽ cho cái hỗn hợp sa tế hồi nãy mình đã làm. Nếu mà các bạn bỏ vào máy xay một lần nữa thì nó hòa vào nhau giữa cái dầu và cái gia vị. Dầu và cái gia vị. Còn nếu mà không có xay thì các bạn nhớ khi mà mình thoa thì mình sẽ lấy cả dầu và mình lấy cả gia vị nha. Mình thoa đều lên gà. Không nhất thiết là các bạn phải thoa hết cái phần này nhưng mà phải làm sao mà cho đều gà thấm đều gia vị. Mà các bạn nhớ là cái gia vị của mình nó đã nguội rồi nha, đừng thoa gia vị nóng vào đây. Mình sẽ thoa cả bên mặt, chủ yếu là bên trong nữa nè. Gia vị mà Natha làm hôm nay thì đủ ướp ký rưỡi á, nó sẽ dư gia vị một xíu, chủ yếu là các bạn thấm bên trong nè, bên trong cho nó thấm gia vị con gà ha. Sau đó mình thoa bên ngoài và thơm, thật là thơm các bạn, rất là thơm. Mình sẽ chế cái phần dầu nữa nè, có dầu thì nó mới bóng mượt. Mình vừa thoa mà vừa massage để cho cái phần gia vị nó thẩm thấu vào phía trong của con gà ngay chỗ mà hồi nãy mình mới vừa đâm lỗ nha. Mà do cái gia vị của mình khá là dẻo đó, các bạn đừng để nó cục cục cục, khi mà nó nướng nó sẽ bị cháy. Rồi sau đó các bạn có thể ướp ở đây từ 1 tới 2 tiếng, sau đó mình đem nướng. Natha sẽ ướp qua đêm. Mà khi mà các bạn để thời gian lâu hơn 1 tiếng đồng hồ thì mình sẽ bọc lát tiết và mình bỏ vào trong tủ lạnh nha. Cho Natha làm cái phần này gà nó nhỏ cho nên còn dư một xíu sốt. Sốt này mình có thể dùng để nướng tôm nè, nướng mực rất là ngon. Muối ớt xanh thì mình sẽ gồm có tắc. Tắc thì nó cho cái độ chua thanh và nó ngọt dịu. Và khi mà các bạn sử dụng tắc thì nó ít đắng hơn là so với dùng chanh. Trong trường hợp các bạn không có dùng tắc này thì các bạn có thể sử dụng giấm hoặc là sử dụng chanh, nhưng mà các bạn nhớ giảm độ chua lại. Ở đây Natha sẽ báo cái lượng này là để các bạn đi chợ nè. Mình sẽ dùng 100 g tắc. Thì mình lựa tắc đừng có chín quá mà đừng có xanh. Nó vừa thôi, nó hơi ửng ửng và nó nhiều nước. Và ngoài ra mình có 25 g ớt xanh để tạo một cái màu xanh và cái độ cay, và bắt buộc mình phải có ớt xiêm xanh các bạn. Và ngoài ra thì mình sẽ sử dụng khoảng chừng 15 g ngò gai. Ngò gai nó sẽ tạo thêm một cái màu xanh cho cái muối ớt xanh của mình có cái màu đẹp. Ngoài ra thì ngò gai cũng rất là thơm, để cho các bạn chấm hải sản hay chấm đồ nướng thì nó tăng cái mùi vị hơn. Làm cái này rất là dễ. Là cái này mình đã rửa sạch rồi. Ớt xanh thì mình sẽ ngắt bỏ gốc, mình không lấy gốc. Ở trong cái hạt của nó thì rất là mềm cho nên mình cũng có thể lấy hạt luôn nha các bạn. Ngò gai thì mình sẽ bỏ cái phần gốc trắng đi. Các bạn nhớ mình sẽ rửa sạch nha. Natha sẽ bỏ phần gốc trắng đi. Mình xắt nhỏ để mình có thể xay được. Và cái tắc này thì mình sẽ cắt đôi và mình bỏ hạt. Mình lấy nước nha các bạn. Và hôm nay thì Natha làm cái lượng này, công thức này nó nhiều. Với 100 g tắc khi mà mình vắt nước thì các bạn nhớ là mình sẽ lấy khoảng chừng 8 muỗng canh, là khoảng chừng 50 g. Nếu mà có dư thì các bạn bỏ đi nha. Mình dư một xí hoặc là nó thiếu một xí thôi. Và mình sẽ có là 2 muỗng ớt xiêm xanh, 1 muỗng canh.
Ví dụ các bạn thích cay thì mình có thể làm nhiều hơn cũng được. Là khoảng chừng 25g nha các bạn. Và mình sẽ có 4 muỗng ngò gai. 4 muỗng ngò gai dung như thế này. Khoảng chừng 15g. Như vậy là ớt là mình có 25g ớt, 15g ngò gai và 50g nước tắc. Và cái lượng đường thì nó sẽ bằng cái lượng nước tắc nha các bạn. Hồi nãy mình cho vào đây là 8 muỗng. Nước tắc thì mình sẽ dùng 8 muỗng đường. Mà mình sẽ đông cái muỗng đường nó dung nha. 1, 2, 7, 8. Rồi mình sẽ có ở đây là muối hạt. Muối hạt này nó thay chưa sai nhưng mà nó sẽ dung như thế này nè. 2 muỗng. Mình đã xay xong rồi. Cái màu cái ớt xanh tự nhiên rất là đẹp các bạn. Và cũng khá là nồng luôn á. Thì khi mà mình xay xong nó lỏng như thế này. Nếu mà các bạn bảo quản trong tủ lạnh hoặc là các bạn để vào trong tủ lạnh khoảng chừng 10 phút thì nó sánh hơn một xí và ăn rất là ngon nha. Rất là ngon. Và nêm thử lại theo khẩu vị coi có vừa ăn chưa. Và các bạn nhớ là khi mà mình nêm như thế này á thì nó sẽ mặn ngọt chua. Đây là mình sẽ có được cái phần muối ớt xanh này của mình. Cái màu rất là ngon. Màu tự nhiên rất là đẹp. Và khi mà các bạn bỏ vào trong tủ lạnh thì nó hơi sánh hơn một xíu, ngon hơn nữa nha. Gà mình rất là ngon và thơm. Mở ra là thơm phức luôn. Hôm nay thì Natha sẽ nướng bằng dĩ nướng than. Các bạn có thể nướng bằng lò nướng với nhiệt độ là từ 170 độ C hoặc là cái lò các bạn nhiệt thấp thì 200 độ C trong vòng 1 tiếng đồng hồ cho đến khi nào gà mình nó vàng thì mình lấy ra. Nên là nướng than hồng nha. Khi mà nướng bằng này thì các bạn nhớ bẻ nó ra cho nó thẳng ra này nè. Đầu nó nằm ở đâu. Sau đó mình sẽ kẹp lại mình nướng như thế này. Cái lò của Natha hơi thấp cho nên kê lên một xíu cho nó cao dễ nướng. Rồi mình sẽ nướng như thế này từ từ. Ví dụ như trong quá trình nướng mà các bạn thấy cái màu gà nó không được đẹp thì các bạn có thể quết thêm cái sốt của mình lên nha. Gà này mình không nên nướng cái lửa áp, tại vì áp thì nó sẽ không chín bên trong nha các bạn. Nướng cái lửa than hồng mà từ từ thôi. Cái phần gà của mình đã nướng xong rất là ngon và thơm đó ạ. Thường á là gà là hai cái bên ức với cái đùi là nó lâu chín nhất, nên mình sẽ nướng, mình gom, nhớ mình gom lửa ở hai bên này. Và thường á nướng nguyên con như thế này nó cũng sẽ bị cháy ở phía vòng ngoài á, nên mình chấp nhận cháy như thế này. Sau đó mình sẽ lấy dao mình cạo những phần đen đó ra nha. Cái gia vị của mình nó dậy mùi thơm lắm. Gà hang cái màu cũng rất là đẹp ha. Wow. Nó hơi cháy do cái phần, những cái phần thịt nó lòi phía trên á. Cái này là Natha không có quét sốt lần thứ hai à. Nếu mà các bạn quét sốt lần thứ hai lên nữa thì nó sẽ thơm, nó sẽ bóng bẩy hơn rất là nhiều á. Mình sẽ cạo bỏ những cái phần đen này đi. Nó thật ra nó không có đen nhiều đâu các bạn. Nhiều nơi người ta nướng gà nó đen thù lù luôn. Nhưng mà mình kỹ thì mình cũng cắt bỏ những cái mà nó hơi xén một xíu. Nếu mà các bạn không thích ăn những cái xén này thì cũng có thể là các bạn chiên sơ. Sau đó mình nướng cho thơm lên là được. Như vậy mà nướng xong con gà, màu rất là đẹp các bạn. Đối với những cái gà mà nướng gà to như thế này, các bạn nhớ nướng kỹ cái phần bên phía bên ức, bên đùi, hai bên chính giữa thì nó nhanh chín. Đầu thì cũng rất là nhanh chín. Mình sẽ cắt gà ra thử coi gà của mình nó chín chưa các bạn. Đó, như vậy là nó chín rồi nè. Đó, phần gánh cũng chín rồi. Cánh thì nó dễ chín hơn. Phần ức là quan trọng. Nếu phần ức không chín là cái phần kia không chín. Đó, như vậy là ức của gà nó chín rồi ha. Gà của mình mềm rất là ngon. Gà vừa chín tới rất là ngon luôn. Mình sẽ ăn thử cái miếng gà xem nó như thế nào nha các bạn. Cái thứ nhất là xem nó có thấm không. Rồi sau đó mình hãy chấm cái muối ớt xanh. Với cái sốt này á, khi mà các bạn nướng lên á, quết và nướng lên nó rất là vừa ăn và nó thấm. Nó không bị quá mặn cũng như là nó không có bị lạc mà nó thấm vừa ăn rất là ngon. Và mình sẽ chấm thử nha. Khi vào chấm vào muối ớt xanh thì sẽ nghe rõ cái cay nè, chua nè, mặn và hơi ngọt ngọt, rất là đã luôn.
mà rất là ngon, chua chua cay cay ngọt ngọt mà không hề nghe đắng nha các bạn. Với cái sốt này thì các bạn nướng gà thì nếu mà nó đạt độ ngon như thế này thì khi mà các bạn nướng mực, nướng cá, nướng tôm thì nó càng ngon hơn. Tại vì khi mà các bạn nướng mực hoặc là nướng tôm thì cái thời gian ướp nó nhanh, nướng cá thì cũng rất là nhanh. Chỉ có gà là nó thời gian thấm gia vị nó lâu hơn, với lại khi mà mình nướng gà thì nó hơi cực hơn những cái loại khác. Tại vì gà nó thịt nó tập trung hai bên ức và bên đùi cho nên mình nướng hơi khó. Và video clip của Natha đến đây là hết rồi. Rất là cảm ơn các bạn đã xem và theo dõi. Các bạn nhớ ủng hộ kênh bằng cách giới thiệu cho nhiều người cùng xem và nhiều người cùng biết đến Natha. Xin chào và hẹn gặp lại.